Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube Hàng Nhật Công Trường. Hôm nay xin giới thiệu đến tất cả các bác, đây là một cái mẫu bếp ga mặt men của Zinlai. Chiếc này sản xuất vào năm 2018 nhé. Sản xuất vào tháng 3 năm 2018. Thì em thường thường bên em sẽ bán tất cả các dòng bếp ga bắt đầu từ mặt men trở lên, em không bán mặt sơn. Bếp ga nội địa Nhật ý, thì nó sẽ có những loại mặt sơn này, mặt men, mặt kính, mặt đá. Thì nhìn chung bây giờ cái giá bếp ga nó khá là tốt. Thì bếp này là em đã vệ sinh cũng như là chỉnh rất là ok rồi. Bếp sử dụng hai pin đại làm nguồn nuôi nhé. Hai pin đại, đây là hai pin của nó. Và nó có cảm biến chống cháy lồi này, và cảm biến khi mà gió thổi tắt lửa sẽ tự động khóa ga sau 10 giây. Toàn bộ cái bếp này rất là đẹp. Đấy, hàng zin nguyên bản, em đã vệ sinh rất là sạch sẽ rồi. Khay vỉ inox nhé. Đây. Khay vỉ còn rất là mới. Cái này thì lò nó thật cho bác là lò nướng chưa sử dụng luôn. Đây các bác sẽ thấy cái lò nướng này. Lò nướng chưa sử dụng luôn đấy ạ. Cực kỳ là đẹp. Còn bên dưới là đây là phần dưới đáy của bếp nhé. Thì với cái phần đáy này thì em sẽ bọc lưới chống chuột. Đã, cho các bác. Và khi mà các bác chốt lấy thì em sẽ bọc lưới chống chuột nhé. Bên em thì sẽ chuyên bếp ga, bếp từ, lồi cơm, lọc không khí và có aerobot. Hiện tại bây giờ em đang về một con E5. Em sẽ lên cho bác chắc chỉ một chút nữa là em sẽ lên cho bác. Và một con 690 thì em mang về. Đây cặp kiềng của nó nhé. Chiên lửa này. Cái thế hệ mới bây giờ thì Panoma hay là Zinlai thì chiên lửa cũng đều là hợp kim nhôm hết rồi. Đó. Rất là đẹp. Để luôn phần nội thất cho các bác xem này. Đây chính là cái phần nội thất bên trong của bếp nhé. Thì cái nội thất của bếp như này các bác thấy chưa? Rất là đẹp đúng không ạ? Không có han gì hay là bất cả cái gì nhá. Thì toàn bộ bếp này em làm hàng chọn mà. Đấy. Phần này là những cái phần IC cũng như là các phần dây điện này, dẫn đến các cảm biến này, van từ này, mỗi một trong một cái cụm van này nhá, thì nó sẽ gồm hai van từ các bạn. Đấy, tất cả mọi chức năng test ok rồi nhá. Ok, sau đây thì em sẽ lắp cái phần mặt này và em test luôn các bác. Cái điều quan trọng ở cái mặt này đó, mặt bếp cực kỳ là đẹp luôn. Đây các bạn thấy này, ông có bị sứt mẻ gì nhá, rất là đẹp. Đây là lưới này đó, đây là phần lưới. Rất là đẹp đúng không ạ? Em đã lắp ga rồi thì ngay sau đây em sẽ test cho các bác nhé. Đó. Thì tất cả em bếp em ship nó có cọc. Bếp ga này cọc tối thiểu là 300.000 đến nơi các bác nhận hàng, kiểm tra, thanh toán lốt cộng phí vận chuyển. Bếp ga thì em làm 35 nay rồi. Thì đối với cái bếp này thì sản xuất 2018 này. Giá của nó là 2,5 triệu, sẽ bảo hành cho bác trong vòng là 3 tháng nha. Rồi, đã lên lửa rất là xanh luôn. Bật cực kỳ là nhẹ. Đây, bếp ga nút nhấn thì nút vặn này các bác phải ấn nó vào một chút này, để sẽ ra ga nhé. Đây, đó. Bên này là ba ngọn lửa này, ba ngọn lửa bên bếp Nhật ấy, bao giờ nó cũng vậy. Bên ba ngọn lửa và hai ngọn lửa, ba ngọn lửa thì sẽ cháy nó to hơn, hai ngọn lửa thì cháy nhỏ một chút. Dòng bếp Nhật bao giờ cũng là vậy. Đấy, mình phải nhấn vào nhé. Đó, mình nhấn nào. Tại vì hiện tại bây giờ em đang bật quạt mà. Đấy, nó sẽ bị thổi bạt đi. Thì bác nào có nhu cầu bếp từ, bên em cũng có bếp từ nhá. Hiện tại bây giờ em đang có bếp từ âm size 60 la cảm ứng 13 phím. Còn bên đây các bác sẽ thấy rằng nó có cái nút thứ ba này nhá, 1 2 3 này. Đấy, bên bùng bếp thứ ba tức là lò nướng, các bác chỉ cần nhấn vào trong. Đó. Em sẽ tắt phần trên để em cho các bác xem. Một số các mẫu bếp trước thì các bác sẽ thấy rằng nó hiển thị biểu thị bên trên nó là hình con cá đây, dành cho lò nướng. Thì cái lò nướng này nó cũng nướng bằng ga luôn. Đó, thì cái phần này ấy, thì nó sẽ không phải là ga đốt trực tiếp vào thực phẩm đâu. Bác để thực phẩm ở trên cái vỉ lốc này thì ga nó sẽ đốt cháy ở cái phần mâm nhiệt bên trên và nó bức xạ nhiệt xuống dưới. Hoàn toàn nó kín, không có mùi ga. Điều một cái rất là hay.
Rồi, về tổng quan con bếp này thì nói chung là nó là xuất sắc rồi. Em sẽ quay sơ qua một chút về ngoại hình cho các bác xem nhé. Đây em đã bỏ ống ga rồi thì em sẽ quay cho các bác xem này. Đó, con bếp rất là nặng luôn ấy. Đây là phần sườn bên trái này. Đằng sau nhé. Đây là phần đằng sau, các bác thấy chưa? Tôn rất là sáng. Một chiếc bếp ga nội địa Nhật và với cái chất lượng như này nó đạt khoảng tầm trên tầm 95% rồi. Đó, một chiếc bếp rất là đẹp. Mà những cái công nghệ của Nhật ấy thì chắc chắn rằng bếp Việt Nam không bao giờ có được các bạn. Đó. Đây. Sản xuất vào tháng 3 năm 2018 nhé. Đấy. Vách cực kỳ là đẹp luôn. Và hàng chuẩn. Cái giá tiền thì nó sẽ đi đôi với cái về chất lượng, về ngoại hình, đó, về độ đẹp của bếp. Thì chiếc này là giá 2,5 triệu, rất hợp lý, sản xuất vào tháng 3 năm 2018. Thì những dòng bếp Nhật thường của nó sẽ đánh đổi bằng IC. Nên là khi các bác sử dụng vào những cái mùa lồm ẩm thì việc đánh lửa nó rất là dễ dàng hơn những cái dòng bếp Việt Nam mà đánh lửa bằng Mezito. Đây. Đó, thì khi gửi cho các bác này thì em sẽ tặng kèm các bác một cặp pin này nhá. Một cặp pin này các bác cũng sẽ sử dụng khoảng tầm 4 tháng này. Đó, 3 đến 4 tháng là thoải mái các bạn. Còn cặp pin này thì nó rất là rẻ, pin đại nhá. Pin đại, pin rất là rẻ thôi. Ngoài việc là tặng pin này thì em cũng sẽ bọc lưới chống chuột ở bên dưới cho các bác nhé, để đảm bảo an toàn. Thì bác là ông chiếc bếp này thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại 0978 807038 và 0344 586 794. Đấy, em ở Kim Thành, Hải Dương. Xin chào và cảm ơn tất cả các bác nhé.